Trong khi đó, thì theo báo cáo của tỉnh Quảng Nam, hiện tất cả lao động trực tiếp, gián tiếp ở các điểm đến, cơ sở cung ứng dịch vụ tham gia đón thí điểm, cơ bản đã được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19. Theo kế hoạch, thì tỉnh sẽ đón thí điểm một đoàn khách quốc tế theo chuyến bay charter vào ngày 17 tháng 11 tới đây, và đoàn tiếp theo sẽ đến vào ngày 18 tháng 11. Tại Đà Nẵng, thành phố sẽ hoàn tất mũi tiêm mũi thứ hai cho gần 11.000 lao động du lịch trong ngày 15 và 16 tháng 11. Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành phương án đón khách quốc tế. Sở Du lịch đã làm việc với một số công ty lữ hành khai thác thị trường khách Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Nga để bàn về phương án thu hút khách, khôi phục các thị trường du lịch quốc tế. Tổng cục Du lịch đề nghị ngành du lịch của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam sớm thống nhất công bố phương án đón khách để các doanh nghiệp đăng ký tham gia. Đồng thời, địa phương cũng cần rà soát kỹ kế hoạch và phương án quy trình đón cũng như phục vụ khách, nêu những khó khăn vướng mắc để đề xuất các cấp có thẩm quyền giải quyết.